Gì kỳ vậy? Sao con chai rồi còn 1, 2, 3 chai nữa đâu? Thì tôi tưởng mọi người có nước hết rồi nên là tôi lấy cho tôi với Thi thôi. Thì ông cứ tưởng vậy hoài đi. Rồi kiểu gì ba đứa này cũng chết khác à. Này tôi con chai uống nó đi. Ủa nhưng mà tôi uống chai này rồi ai đưa nước cho Việt Thi ra? Ê, mẹ ông bà, hôm nay làm anh hơi bị được nhá. Này, nhiều tiền không? Quá trời luôn, bởi tôi nói trình độ tụi mình càng càng giỏi mà. Ôi, mà nhảy đến nãy giờ, khát nước quá. Việt Thi, nước đổ vào gói à? Thì có hai người này có ơi. Đâu? 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 Nè. Cho nhau. Ước gì có người nào đó mua nước cho mình ha. Ông khát nước hả? Ừ. Mua cho. Ý là tôi cũng khát nước. Trời ơi. Nước niếc thì dẹp qua bên, đếm tiền là quan trọng. Ok. Có bao nhiêu tiền? Nhiều rồi. Nhiều. Không hả? Được không? Trong đồng. Ê, mấy người làm gì vậy? Mấy nhóc, biết ở đây địa bàn của ai không? Mày dám mấy được cái măng hả? Cái gì vậy? Nhảy mà mỗi địa bàn nữa hả? Phân chia địa bàn là sao? Trời. Dám trả treo tụi tao nữa hả? Để con này tụi bay còn chân được già không? Ê, đừng có quá đáng nha. Cái tin tôi nói gì mọi người biết không? Mày hù tụi tao hả? La lớn lên. Mấy người này dám. Chết tụi bay. Ê. Khoan đã. Hai tụi bay là ai? Tao là Seven. Còn đây là Ly Kiêu. Chắc chúng mày cũng nghe qua hai cái tên này rồi đúng không? Tất cả chúng mày. Chạy. Hai đứa đó là bạn của thằng Kata. Tốt nhất đừng đụng vô. Thì ra tụi bay có người chống lưng. Mấy hôm mày à, dân chơi thì chơi theo kiểu của dân chơi, chứ đừng có ỷ lớn mà ăn hiếp tụi nhỏ. Không thấy mất mặt hả? Ok. Nếu như muốn theo quy tắc thì tao chơi. Bây giờ nếu như em của tụi bay thua, hai tụi bay phải quỳ xuống đây xin lỗi tụi tao. Còn nếu như á mà tao thua á thì ok, từ nay về sau tụi tao sẽ không bao giờ dính dáng đến chuyện làm ăn của tụi bay nữa. Dám chơi không? Chơi thì chơi. Thích sợ thì mày thôi. À chị hai, chị chưa bán tụi em gì mà sao quyết định ngay? Trời ơi, anh chị không sợ mất danh tiếng thôi, tụi bay sợ gì? Ê, còn chần chờ gì nữa? Chơi. Let's get it. Mấy người này dám. Chơi tụi bay. Hai tụi bay là ai? Tao là Seven. Còn đây là Ly Kiêu. Chắc chúng mày cũng nghe qua hai cái tên này rồi đúng không? Tất cả chúng mày. Chạy. Hai đứa đó là bạn của thằng Kata. Tốt nhất đừng đụng vô. Thì ra tụi bay có người chống lưng. Mấy hôm mày à, dân chơi thì chơi theo kiểu của dân chơi, chứ đừng có ỷ lớn mà ăn hiếp tụi nhỏ. Không thấy mất mặt hả? Ok. Nếu như muốn theo quy tắc thì tao chơi. Bây giờ nếu như em của tụi bay thua, hai tụi bay phải quỳ xuống đây xin lỗi tụi tao. Còn nếu như á mà tao thua.
tụi bay là ai? Tao là Seven. Còn đây là Ly Kiêu. Chắc chúng mày cũng nghe qua hai cái tên này rồi đúng không? Tất cả chúng mày. Mấy người này dám. Chết tụi mày. Khoan đã. Hai tụi bay là ai? Tao là Seven. Còn đây là Ly Kiêu. Chắc chúng mày cũng nghe qua hai cái tên này rồi đúng không? Tất cả chúng mày. Chạy. Hai đứa đó là bạn của hàng cách. Seven. Còn đây là Ly Kiêu. Chắc chúng mày cũng nghe qua hai cái tên này rồi đúng không? Tất cả chúng mày. Chạy. Hai đứa đó là bạn của anh. Nói nữa không? Lần này coi như tụi mày hên đó. Ồ, chắc hên à. Đi gì? Chị hai. Giỏi quá mấy đứa, giỏi quá chị. Cảm ơn chị hai bên Seven nha. Trời ơi, cảm ơn gì? Anh chị đứng ở ngoài rung mừng chết. Trời ơi, bao nhiêu năm gầy dựng mà lỡ mấy đứa thua thì thôi nhưng mà thắng rồi. Yeah. Biết thắng mà này mệt lắm mông. Mồ hôi nè, nóng trời nóng quá. Ôi trời ơi. Lâu chưa? Hả? Ý hai đứa quen nhau hay gì? Có. Nói gì? Làm sao mà em... Ê mấy đứa, vụ này sao? Dạ, đâu biết đâu. Gì? Biết đâu. Chị nhìn chị nghi lắm. Anh cũng thế. Cái gì vậy Seven? Chị nào đến tuổi hơn em mà. Làm sao mà chuyện nó xảy ra được? Đúng không? Trời ơi, biết rồi, làm gì căng thẳng như vậy không có thôi. Chóc quá. Mà nghe chị dặn nè, mấy đứa mốt mà có cái măng ở đường phố á thì phải cẩn thận nghe chưa. Lỡ nhưng mà chị với anh Seven không tới kịp thì chuyện lớn xảy ra rồi. Chị nói đúng rồi đấy. Dạ, tụi em biết rồi. Thôi bây giờ mấy đứa tranh thủ đi về đi, ở đây cũng không tốt đâu. Ủa chị không có về chung với tụi em hả? Không, chị với anh Seven còn công việc phải tiếp tục làm ha, chưa về được. Đi đi em ơi. Anh chạy đi nha. Bye bye. Chị còn bước tối của em. Thôi Mon, tự xử nha, hôm nay chị về trễ. Tự xử đi em, trời ơi, đảng đang lên. Ba chị. Bà chị tôi, thấy chưa? Không có bước tối anh luôn. Thôi, đi về đi, đây không an toàn đâu. Đi về đi. Tôi cũng nghĩ là đây không an toàn đâu. Đồ về, trời ơi.